qua đăng. Mình đám cưới lớn không anh Lại? Lớn chứ. Lãi khoảng bao nhiêu tiền bạc? Chẳng biết bao nhiêu, nguyên đại công ty trời mà. Công ty trời luôn hả? Công ty trời sản xuất gì anh Lại? Con người. Wow. Thượng đế sản xuất con người. Còn là cái này là hàng địa tiên sáng tạo. Wow. Vật lý á, vật lý là tất cả điện thoại, xe cộ, phi thuyền, máy bay rồi là địa tiên sáng tạo. Ở trên trời dòm xuống trái đất mình được mấy trái đất anh? Thôi giờ mình tu đi đừng hỏi. Mình hỏi á, giống như mình là sau này mình lập ngôn là mình bị ăn cay đòn vậy hả? À, mình phải tu. Trên đó nó có các cung các cõi, tức là làm sao á, đây á nó tam thập lục diện, thì trên đó có tam thập lục cung, lục cung mà cũng có là tam thập lục thiên. Chứ đâu phải mà ở trần gian một ông vua thì bao nhiêu ông tỉnh, một ông tỉnh bao nhiêu ông huyện, một ông huyện bao nhiêu ông xã chủ tịch á. Ở trên trển có sóng thần động đất gì không là trên đó làm gì, khí tủ là quan mà ông ấy là chỉ cái chết này cần gì sóng thần. Chỉ là hồn tiêu chống hận không chống hận đâu có à hoài đây á, thì anh là dùng đất nước cho lửa, tức là phải có sóng đây thần. Là cái ông á năm châu nằm dưới bốn biển, tức là cái lá cờ của tổ quốc nước Việt Nam mình phải không, đó là mẹ của năm châu. Vậy trên trời ngủ tức là cái năm cánh nó gọi là năm châu, tượng trưng cho năm châu đất màu vàng là đất mà cũng là địa mẫu luôn. Bị hư màn hình. Bữa đó bị ảnh mà khống chế nó quất cái ghế vô đó. Phải gọi đó là quy cho tỷ. Ảnh đông biển ha. Quy cho tỷ. Ai cậu gì? Đi trên cảnh mình đang quay trời ơi. Làm sao? Mình muốn gì có đấy. Có hồ, có này cái nọ, nhà vua. Tức là cái Đại Nam sao lại trên đó có đó. Vậy trên trời giống Đại Nam vậy đó. Đẹp hơn Đại Nam vậy. Sao hồi xưa làm cái Đại Nam bây giờ chê vậy? Tao đi lấy cái Đại Nam đây thì trời với tao đi không làm gì vậy? Bị cô hàng đuổi không cho làm nữa, giờ hạnh phúc. Tao đi làm gì cho Thượng Đế, ổng trả lương chứ không ai trần gian này không ai trả lương. Lương anh một tháng nhiêu Thượng Đế trả? Hàng trăm tỷ một tháng. Rồi tiền đó anh làm cái gì? Đem mua thực vật này đem về trả. Mỗi một con trâu thì tính nhiêu? 18 tỷ. Đấy là mình có hàng trăm tỷ để dành hay không? 100 triệu phải không? Mỗi cái hồn đi về được nhiêu, tính nhiêu? Nữa mình 2 tỷ 3 tỷ. À, anh Lại mình mua một con trâu trâu đực, trâu trâu cái cho anh mình phối giống luôn ha Lại ha. Ở đây có nuôi được. Hình sao là cái hồn. À, nghĩa là mình lên về cho anh mình nuôi ha. Mình phối giống mình nuôi ha. Đó nuôi đó mình mỗi cái mỗi cái tính biết của trần gian bao nhiêu tiền. Dạ. Phải tính hết. Ở trên đó có nuôi trâu nuôi bò nữa hả? Ủa cái gì cũng nuôi. Nuôi để làm gì anh Lại? Ủa nuôi làm kiểm làm chơi gì? Ai đâu với trần gian thế? Làm thuốc cưới hả? Con trâu tượng trưng cho cha mà con bò tượng trưng cho mẹ. À. Rồi con gì tượng trưng cho con? Con gì giờ hiểu á, con với cái hiểu không trời. Thành ra cái gì cũng của ông trời. Trên trời với đó cái gì cũng của ông. Nghe người ta nói bắt thang lên ông trời đó có không Lại? Thì cũng có. Có luôn hả? Ở đâu vậy anh Lại? Thì mấy cái vụ trò chơi đó, công viên rồi đó. Là bắt thang lên tới trời thang được không đó. Ta nói là bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho cái đồ được không? Ông trời ông trả lời rằng tao còn bị vụ chứ là mày. Từ nhất tỳ này nó đi lên hàng chục thiên. Thủy quả phong, thủy là cha, tim là ghen, gọi là cổng trời. Hỏi là tiên thiên. Lý nghĩ trên đỉnh đầu đi thì nó về qua đây tức là thượng tượng là thượng đế. Anh có hiểu lý do sao mà trời mưa không anh Lại? Có chứ. Sao khí tủ âm quan và dương quan hai cái này giống như âm cái này nè, anh đốt nó hơi thành khói. Tự tức là nước tự động mưa thôi chứ không ai có phải có rút cái hồn ra đưa ra nước ra xuống. Ai rút hồn ra thì không thể không giỏi làm gì làm. Nhưng mà có cái là ông tôi mình ông chỉ cho phương pháp cho chiếc xe chiếc tiền cho mình tự bơi được chứ ông tôi giùm mình gọi là tình tâm tính trong thân ý nghĩa gì đến đầu tiền ánh sáng thượng đế. Ánh sáng là tại sao mình có ánh sáng Lại? Chỉ có ông trời thượng đế mới có. Trên cung bạch ngọc mới có. Anh không hiểu lý do tại sao có ánh sáng à? Ánh sáng là nó bằng cái không vậy nè. Cái không đó là cái tinh khiết, là rất là tinh khiết. Nó chẳng có cái gì mà ngoài cái không này cả. Từ cái không này nó mới sanh ra tất cả vạn vật này chứ. Không nó sanh ra 1, 2, 3, 4 ha. Sanh ra 1, 1 mới bắt đầu là sanh cha. Mới nắng nè, mới sanh ra thầy tí. Gọi là khí âm quan, khí dương quan hai cái tụ ra nổ cái bùm xong nó sanh là ông âm có là 4 căn. Nổ ra. Giờ sau là mới đẻ ông dương. Mấy tầng hả? Thì ông dương nó xong rồi mới bắt đầu mới lấy cái
thành hình người cha rồi thì ông mới lấy cái cọng sườn này ông mới ra ông mới nắng người mẹ, à, lấy cọng sườn nắng à. Nắng người mẹ thổi vô làm là thành hình người nữ, lấy tay mình nắng hơn lại vậy chứ bằng gì ổng là dùng nguyên lực à. ông cứ bóp vậy thôi là được rồi, hiểu không? Cũng giống như trò chơi dễ em vậy một đội đi về. Bài đó theo anh lại cảm nhận đó là nó ý nghĩa như thế nào anh lại? Mình học đi chứ mình đừng kể, tao đây nói nhiều khí hao lắm mà không cần phải hỏi. Học khí mình à, trong bụng nhiều không anh lại? Làm sao lấy khí mà cân lấy cái thân này mà chứng. Dạ. Đừng có nghe ông thầy bên ngoài, mình tìm thầy chính mình, tìm cha chính mình, tìm thượng đế cũng chính mình. À. Hợp nhất với thượng đế tiểu hồn hoài với đại hồn cha. À. Chứ mình đừng có nghe ai hết á. Đừng vậy là mình nghe cái âm thanh của tôi luôn. Anh mới biết vệ quan trong cái bản thể này. Tâm tâm ý trong thân ý nghĩa trên đỉnh đầu là... Còn tôi nói mà mấy anh chịu vào cái âm thanh là mấy anh nhận rõ gì vậy. Âm thanh này mình sẽ đem đi nơi khác được không anh lại? Bất cứ đâu ai cũng nhận được. Vậy nhưng hả? Mà hành chúng thành Phật, hành trần thành ma, mà không thành thật gì cục đá nó cũng dần thành cục đá. À, đó đi về rồi xong cục đá mình có thể mình biến hóa thành cục cái đá này được. Ở trong thân anh nó có thạch, kim thạch, thảo mộc, thú và hình người. Rồi bây giờ là anh em sẽ di chuyển theo ông kia vốn chỉ có mà không chùa không thầy. Lao thì nó cũng hoài ngọc thôi. Mình ngọc nó kim thạch nó có 5 loại hoài luôn á. Kim mộc thủy hỏa thổ, tức là trắng xanh đen rồi đỏ cục đó là cục trắng là thành kim cương á vậy anh lại. Rồi tao biết ông lão truyền sách chuyện nữa truyền sách chứ tử vừa nó vô cái đầu này. Ông lão suy sức. Tại vì là trong thân chỉ cho đỉnh đầu thì mình sáng. Hai người bên Mai Ga, người của Quan Âm. Ai là Quan Âm vậy lại? Tâm tâm ý trong thân chỉ cho đỉnh đầu. Cha là đức tạo quá. Nghĩ là tim là cha là đức thánh tạo, gan hồng trời, phổi là cảnh khổ quá. Không khỏi gì, nó không chẳng gì khổ cả. Nhân mình mượn ngày trước mình mượn biết nhiêu kiếp rồi, giờ mình gán mình lo mình trả. Rồi chị cũng vậy mình trả cho chúng sinh trước. Rồi. Tiền không có. Rồi đi lui. Còn đang qua bên đây nè. Còn cái đó mất. Tiền có nhiêu không? Cảm xúc nhắm mắt xuôi tay ai gì tiền. Tình có như không, không như có thôi đừng mua nữa. Ủa, ai trả tiền bốn cái nước kìa. Nè nè giải cứu hai thiếu nữ bị ông lão xiềng xích nữa. Rồi nhà quan uống gì nha. Đó, giờ là xiềng xích. Bắt đầu là mình đi giải cứu hai vợ chồng đi nắm tay nhau đi với tình cảm coi. Nắm cái cây. Hôn cái cây. Hôn đi. Ờ đó. Quá tuyệt vời luôn. Hôn môi đi. Em chấm lưỡi đi. Ông lão xì xích tài năm ngon. Có lộn của mày không dám. Đi quay vợ ông mà. Đó, không biết nữa nha. Chú sẽ bắt hai mẹ con đi. Đây giải cứu, con cứu. Giải cứu đi. Em thì giải cứu chị về lấy thiêu nha. Thiêu kìa, ảnh sao kìa, thiêu kìa. Anh thiêu cho. Đó thiêu. Thiêu nè. Quất một gôi cái hồn tiêu hoách tán bây giờ. Thôi tôi không nói gì nữa, quá mệt mỏi ơi. Rồi bây giờ mình vô chậu luôn hả anh lại? Hay là ngồi ngoài anh? Vô rồi. Bây giờ lắc vô ổ đó là. Rồi đó. Đánh bài đi kéo đi. Thằng Hàm, vậy cứu chị rồi. Vậy cứu rồi, kéo luôn. Đi. Thôi chết rồi lại kìa nó chạy cứu rồi, chết rồi. Vô sổ đầu ai rồi xong rồi đi đây đó tiêu hàng bay rồi.
Nhưng là để âm dịch là thằng đó tự nhiên nắm tay chị đi đó phải không? À, như là nó thích chị đó. Ờ, nó thích chị đó, nó muốn nắm tay chị đi đó. À, đó người ta không chịu mà tự nhiên mà nắm ta. Sự nó lại. À gì hả? À, như là cũng là như chị em nha anh ha. À rồi không sao, chỉ là em. Không không ổn rồi. Nó là chị em không sao. Thôi em dẫn chị cái hàng đen với hàng tím. Sao giờ anh tươi xanh luôn á, ngon quá trời, mơ mởn luôn à. Vì là ăn hầu nữa anh nè. Vợ Dương mà. Vợ Dương à, đúng rồi, vợ Dương phải đẹp chứ. Âm á mà ở nhau á không có chưa chưa đâu. Đúng anh. Anh kéo cái áo của bạn em nhỏ lên ló kìa. Bóp cái sườn. Bóp cái sườn rồi. Bóp cái. Nói chung là cái nào á, cái gì của bà là của tao hết. Đúng rồi, đúng rồi. Của tao, của bà. Ừ, đúng rồi, chính xác. Vợ chồng mà, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Nhưng mà lúc nào làm vợ làm chồng chỉ có 1 giây giờ. Ờ, đúng rồi. Buổi tối anh ha. Không, rồi, rồi. Rồi xong rồi lúc nào làm bạn, lúc nào làm chị em, lúc nào làm cha làm mẹ. Anh Lợi. Lúc nào mà nấu cơm mình cho ăn á, đúng rồi. Ờ, con kiến lên cái cổ bà kia, anh Lợi. Anh kiến kiến. Ủa con mũi mũi. Ừ, đúng rồi, mũi đó. Giúp con ngủ liền thấy không? Lúc mà mình làm vợ chồng tới 1 tiếng đồng hồ lần hả anh Lợi? 20 phút khi đó là mình phải này kia nọ. Anh như là sao sao khô sao ướt rồi anh ha. Dạo đầu. Thợ đơn thì nó cũng phải dạo đơn. Intro hả? Xong rồi mình mới hát. Mình dạo khoảng bao nhiêu phút mình mới bắt tiến hành. Mình dạo muốn nhiều rồi mình tiến hành để cho thủ lẹ đi. Tùy theo. Hay quá. Quá hay quá hay. Vào buổi sáng hôm nay ảnh như là sắp hoàn thành quý 1 và anh vui quá ha. Chuyện qua là còn như là trong cuối năm ảnh hơi quạo xíu là do sổ sách nó nhiều quá. Hồi tối là sổ sách làm việc xong xuôi hết rồi nên là ảnh giờ hết quạo rồi. Anh có vào 3 ra 7 không anh Lợi? Không, mấy thằng bay rồi. Thế chị tươi xanh đẹp gái quá mà. Trung bình của anh là khoảng là 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi. Hiện tới đồng hồ mình ăn hái, mình vui vẻ, mình quan hỷ với nhau, yêu thương nhau. Thôi mình đi vô chòi đi anh. Vô đi, vô đi. Vô. Giờ mình theo anh chị. Trời ơi, hai ông lão. Vô chòi để mà hành quyết. À, đưa đưa nàng vô đó, đưa nàng vô đàng hoàng hết lại ha. Đúng lực ha, đúng lực. Rồi bây giờ là anh vô chậu để hắn gợi hầu nó là khi nào anh đi mua đồ. Mua đồ để mình cúng cuối năm đây. Thế này anh hay đưa tiền em mua. Có đâu. Đây không đây nữa hả? Bữa nay không cần máy bay đưa đâu. Bữa nay có đồ ăn đâu hả? Không, ảnh đi mình theo thôi để mình quay lại cái khoảnh khắc đó để cho ảnh trình diễn trên trại. Đó quý vị thấy căn chòi này quý vị, căn chòi này cần có một phần quẹt thôi là sẽ bốc cháy.